tình hình xuất khẩu một vài mặt hàng thủy sản thiếu lạc quan cộng với ảnh hưởng do thiên tai hạn mặn trong thời gian vừa qua tại đồng bằng sông cửu long đã khiến cho nhiều nhà máy chế biến thủy sản đến thời điểm này chỉ hoạt động sấp xỉ một nửa công suất theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cho đến hiện tại, nhiều nhà máy chế biến thủy sản trong nước chỉ hoạt động với khoảng 50-60% công suất. Nguyên nhân là do tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài trong thời gian qua đã khiến diện tích nuôi trồng thủy sản suy giảm, nhiều loài bị dịch bệnh. Đơn cử như diện tích nuôi cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long nửa đầu năm đã giảm 5,5%. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu của mặt hàng này lại tiếp tục bấp bênh, giá cả không ổn định. Mặt khác, sản lượng tôm nước lợ thu hoạch được tại 10 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng giảm khá mạnh trong thời gian qua.